Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, tại cửa hàng cung cấp đồ trẻ em mẹ và bé có địa chỉ tại phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, một nhóm gồm 4 người đã xông vào cửa hàng đánh một phụ nữ khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Nạn nhân là chị Đỗ Hà Thanh, sinh năm 1994, chủ cửa hàng chuyên cung cấp đồ trẻ em tại phố Bùi Thị Cúc. Vào thời gian trên, 4 người trong đó có 3 nam và 1 nữ đã xông vào cửa hàng, dập cầu giao điện nhằm ngắt hệ thống camera. Sau đó, 3 người liên tiếp đánh chị Thanh trong khi chị đang mang thai. Sau khi hành hung chị Thanh xong, tất cả lên xe ô tô bỏ đi. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nó đánh con bé tức là lăn lộn, tức là nó ôm bụng người này, mồm miệng là răng cái môi này là rớt xác hết, mà mồm nó chảy bao máu ra. Nguyên nhân sự việc ban đầu được xác định là do trước đó giữa chị Thanh đã cự cãi qua tin nhắn điện thoại với một phụ nữ. Chị Thanh đã ly hôn từ năm 2020. Được biết trong số 4 người đến hành hung thì có 3 người là người nhà chồng cũ của chị. Van xin nhưng mà họ vẫn cố tình họ đánh, họ đạp vào bụng, thì càng nói có thai thì họ lại càng đạp vào bụng. Thì sau đó thì anh Bình và sút thẳng vào bụng tôi, và lúc đó tôi bị choáng và tôi ngất. Tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, bệnh nhân được xác định bị chấn thương vùng cổ, mặt và phần mềm. Bệnh viện cũng xác định hiện chị Thanh đang mang thai được 12 tuần, hiện đang trong tình trạng dọa sảy thai. Trước đó vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, một số người trong nhóm này cũng đã đến hành hung một nạn nhân trú tại thôn Trúc Đình, xã Sơn Trúc, khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng đầu. Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.